xe tập luyện của các khối diễu hành. Tất cả đều đang nỗ lực với mong muốn góp sức làm nên thành công của lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Gần 40 độ C, nền đất rát bỏng, nhưng những bước chân luyện tập diễu hành vẫn miệt mài và đầy khí thế trên sân vận động tỉnh Điện Biên. Mồ hôi ướt đẫm màu xanh áo lính, nhưng trong ánh mắt của các cựu chiến binh thành phố Điện Biên Phủ luôn tràn đầy niềm tự hào, nỗ lực, ý chí quyết tâm mạnh mẽ. Chúng tôi là những người lính đã trải qua trong thời gian chiến đấu giờ về nơi buồn, hôm nay được tham dự cái buổi lễ này là rất là vinh dự và trách nhiệm cho mỗi một hội viên cựu chiến binh chúng tôi. Nay là rất nhiều đồng chí là đã có tuổi rồi, nên là chỉ là mọi người đều cố gắng. Tất cả mọi người đều động viên nhau để cố gắng để vượt qua cái khó khăn, cái thách đặc biệt là cái thời tiết nắng nóng của thời gian vừa qua. Đều đặn từ 7 giờ đến 11 giờ sáng và từ 14 giờ đến 16 giờ 30 chiều mỗi ngày, các khối diễu hành lại tham gia tập luyện phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, cũng như tinh thần tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng 70 năm trước. Hôm nay, niềm vinh dự và tự hào đã giúp người dân Điện Biên vượt qua khắc nghiệt của thời tiết cùng những khó khăn, thách thức. Tôi cùng với lại các học sinh của trường Trung học phổ thông thành phố Điện Biên Phủ được tham gia cái hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ này thì đang đến giai đoạn này thì gặp rất là nhiều khó khăn, bởi vì chúng tôi đang phải tập trung cao điểm để ôn thi học kỳ 2, và đối với lại giáo viên thì có nhiều giáo viên phải làm rất là nhiều công việc chuyên môn cuối năm. Tuy nhiên là khi mà được tham gia những hoạt động như thế này thì chúng tôi cảm thấy rất là vinh dự và tự hào, và tự hứa với bản thân mình rằng là cho dù là gặp có rất nhiều khó khăn về thời tiết khắc nghiệt hay là về cái thời gian hạn hẹp thì chúng tôi vẫn sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Từ ngày 6 tháng 4 đến nay, hơn 6.400 người thuộc các sở, ngành và nhân dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã được huy động tham gia tập luyện với 20 khối đứng làm nền trên sân, 8 khối diễu hành, 3 khối xe nghi trượng, 3.000 học sinh vẫy hoa trên khán đài. Nhìn chung là tinh thần trách nhiệm của tất cả các lực lượng tham gia là các bác, với lại các anh chị, các cô chú, các em, cháu học sinh xác định rất là tốt. Tinh thần mọi người đều phấn khởi hồ hởi để tham gia buổi tập. Chúng tôi cũng đã tham mưu để tổ chức duy trì luyện tập và khắc phục những khó khăn để tham gia buổi tập khí hậu thời tiết. Chúng tôi cũng đã tham mưu để tổ chức duy trì luyện tập và khắc phục những khó khăn là về khí hậu thời tiết để duy trì luyện tập. Đến nay thì kết quả luyện tập các khối đã nắm được những nội dung cơ bản nhất của khối, nhiệm vụ của khối của mình. Và qua luyện tập thì đến nay các khối thì đã duy trì luyện tập đạt được cái chất lượng theo đúng yêu cầu của ban tổ chức. Được biết, sau khi kết thúc thời gian luyện tập vào ngày 24 tháng 4, các lực lượng của tỉnh Điện Biên sẽ thực hiện hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng. Tinh thần, trách nhiệm và quyết tâm cao của cán bộ, nhân dân trên miền đất lịch sử Điện Biên Phủ anh hùng sẽ góp phần không nhỏ làm nên thành công của ngày đại lễ.